Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin một quan chức miền Nam bị kéo cổ ra Bắc để xử. Cánh miền Bắc có ngụ ý gì hay không? Đại hội lần thứ 13 vừa qua cho kết quả rõ rệt, cánh miền Nam đã bị thất thế rất rõ ràng. Cánh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và một số địa phương miền Bắc đã chiếm đầy Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Nghĩa là nhóm lợi ích miền Nam thiếu đi những người đồng hương đại diện cho họ ở Hà Nội để che chở. Tình hình thất thế này xem ra khó lật ngược được trong khoảng 3 năm nữa. Sáng ngày 15 tháng 8 tại Hà Nội, ông cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam và 27 thuộc cấp và đồng phạm được xác định để tư nhân thâu tóm hai khu đất nhà nước gây thiệt hại hơn 5.700 tỷ đồng. Ông Trần Văn Nam và 21 bị cáo khác bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đây là hình ảnh các quan chức tỉnh Bình Dương bị kéo cổ ra Hà Nội để xét xử. Điều đáng nói là ông Trần Văn Nam phạm tội là tỉnh Bình Dương, nhưng ông này lại được bắt và đưa ra Hà Nội để xử. Chính Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này. Rất nhiều người ngỡ ngàng, không hiểu Đảng Cộng sản Việt Nam chơi trò gì mà sao lại đột nhiên đưa tòa án ở phía Bắc ra xét xử một quan chức ở phía Nam, phạm tội cũng ở phía Nam. Vào ngày 7 tháng 4, ông cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa và 6 thuộc cấp cũng đưa ra xét xử, nhưng nhóm này được xét xử tại địa phương. Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng phạm bị phạm tội khi còn đang đương chức, tương tự như ông Trần Văn Nam. Hay như vụ án xử Lê Tấn Hùng, em trai ông Lê Thanh Hải cũng thế, tuy Bộ Công an bắt giữ nhưng Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra để xét xử. Ngay cả ông Tất Thành Cang cũng như vậy, ông Cang được xử tại địa phương mà ông phạm tội chứ không như trường hợp ông Trần Văn Nam. Một số nhà phân tích thì cho rằng việc lôi cổ ông Trần Văn Nam từ Bình Dương ra Hà Nội xử là dấu hiệu rất bất thường. Nguyên nhân có thể là do Nguyễn Phú Trọng không tin tưởng tòa án địa phương. Ông e rằng Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ bao che cho ông này. Đây cũng là một ý kiến không phải là không có lý. Tuy nhiên, còn có ý kiến khác cho rằng cánh miền Bắc muốn giành mặt cánh miền Nam khi dám vào Nam gắp mồi ra Bắc để sơi như vậy. Trên hình ảnh, quan chức tỉnh Khánh Hòa được xử tại tỉnh nhà. Sự bất thường này cho thấy sự đấu đá chính trị hơn là vụ án bình thường. Nói về tội thì phía cơ quan điều tra không hề chụp mũ, mà tội của ông Trần Văn Nam là quá rõ. Vấn đề là thủ tục tố tụng nó không được bình thường mà thôi. Từ sau năm 1975, quân miền Bắc và tiếp quản họ thường độc chiếm những nơi béo bở, nhiều tiền hoặc nhiều quyền. Sân bay Tân Sơn Nhất từ nhiều năm nay là do cánh miền Bắc quản lý và hiện giờ sân bay này bát nháo, không khác gì cái chợ. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là mục tiêu mà cánh miền Bắc đưa người vào chiếm quyền quản lý. Chỉ khi nào cánh miền Nam mạnh mới giành lại quyền quản lý thành phố này. Những năm gần đây, tỉnh Bình Dương nổi lên như một địa phương giàu có. Việc đưa người miền Bắc hay ít nhất là người thân với thế lực miền Bắc lên nắm quyền là mục đích của thế lực tại Trung ương. Một ủy viên Trung ương Đảng mà về quản lý tỉnh này được xem là một đặc ân lớn. Có lẽ hệ thống tòa án của tỉnh Bình Dương không nghe lời của thế lực miền Bắc nên mới có trường hợp thế lực miền Bắc vào Nam bắt người rồi đưa ra Hà Nội để xét xử như vậy. Đây là hình ảnh ông Trọng và cánh miền Bắc đang toan tính điều gì. Từ thời ông Nguyễn Minh Chiết được về Trung ương và leo đến chức chủ tịch nước, những lãnh đạo tỉnh đời sau của Bình Dương dường như không ai có thể leo cao được như ông cựu chủ tịch nước, mặc dù tỉnh này liên tục đạt được những thành tích mà nhiều tỉnh khác mơ không được. Lấy ví dụ như tỉnh nghèo như Nghệ An và Hà Tĩnh mà có đến hàng chục ủy viên Trung ương Đảng và nhiều ủy viên Bộ Chính trị là câu hỏi rất lớn về sự công bằng trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình ảnh tương phản lấy cho thấy lợi ích nhóm trong Đảng Cộng sản Việt Nam nó đang nghiêm trọng đến mức như thế nào. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Văn Nên lập băng đảng, Sài Gòn tháo chạy tán loạn, nguyên nhân vì sao? Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, dưới áp lực của ông Nguyễn Phú Trọng phải triệt hạ những quan chức cộm cán ở Sài Gòn, nên ông Nguyễn Văn Nên đã thành lập một ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở thành phố Hồ Chí Minh
gồm 15 thành viên do Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên làm trưởng ban. Theo như thông tin mà tiết lộ, vì tình trạng bất lực của ông Nguyễn Văn Nên nên ông Tổng vừa gây áp lực vừa bày mưu. Tránh tình trạng bị phản đối hoặc bị cô lập vì ông Nên nhận sứ mệnh từ Hà Nội vào để thanh trừng bộ máy chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, nên họ đã bàn nhau thành lập ban 15 người để cột chân những người này vào nhiệm vụ bắt buộc phải làm. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên đã lập băng đảng của mình. Ông Tổng quả là cao thâm khi nghĩ ra cách này rồi buộc Nguyễn Văn Nên phải làm theo. Lập ra băng này với ông Nên là trưởng ban để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ ông Nên, vừa giúp ông Nên xem ai có thái độ chống lại nhiệm vụ là xử luôn. Đó là cách thanh lọc bộ máy chính quyền rất hiệu quả. Có người nói rằng ông Nguyễn Văn Nên lập nên băng đảng này như là một chiến dịch trăm hoa đua nở, xem ai ngần ngại tố đồng chí hay ngần ngại xử lý đồng chí là xử lý ngay người đó. Hầu hết các thành viên trong băng đảng này đều thấy cây bẫy của ông Nguyễn Văn Nên giăng ra để gài. Hiện nay không khí nặng nề đang bao trùm nội bộ của máy chính quyền thành phố. Các hộ đang rủ tai nhau nghe để tháo chạy trước khi án trừng phạt do Nguyễn Văn Nên bổ xuống. Vào ngày 13 tháng 8, tờ báo Cà Phê Biz cho biết tại Thành phố Hồ Chí Minh do quá áp lực, hàng ngàn cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc. Hiện nay đã có đến 6.000 cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc và khối sở, ngành thì Sở Xây dựng nhiều nhất với 23 người, Thành phố Thủ Đức nhiều nhất khối quận, huyện với 40 người, lĩnh vực sự nghiệp, giáo dục nhiều nhất với hơn 2.400 người, y tế thì hơn 2.100 người. Nhiều người sợ bị dính sai phạm nên ai cũng ngó trước nhìn sau, không biết ai sẽ tố mình nên lo lắng và xin nghỉ luôn. Chuyện thành lập ban chỉ đạo này đã được quan chức và chính quyền thành phố đồn đoán nhiều tháng qua, nay đã trở thành hiện thực. Đây là hình ảnh các quan chức của Sài Gòn bỏ chạy tán loạn. Theo nhiều chuyên gia đánh giá thì ông Nguyễn Văn Nên nắm vào tầm quan chức cấp sở hoặc cấp quận huyện, còn cấp phường xã thì e rằng ông Nên không để ý. Tuy nhiên vì không khí nặng nề đang bao trùm nên ngay cả cấp cơ sở cũng hoảng mà bỏ việc. Có thể nói tình hình quan trường tại Thành phố Hồ Chí Minh chẳng khác nào thời kỳ xét lại chống đảng. Ai cũng sợ, làm gì cũng sợ, không làm cũng sợ. Ông Nguyễn Văn Nên thành lập ban 15 người này hứa hẹn ông sẽ ra kỷ luật sắt đối với bộ máy chính quyền của thành phố. Ông Nguyễn Thành Phong đang là đối tượng để ông Tổng chút giận. Điều này càng làm cho Nguyễn Văn Nên không thể lơ là được. Trước mắt có thể ông Võ Văn Hoan sẽ là nạn nhân đầu tiên của nhóm này. Không biết ông Nguyễn Văn Nên có chạm vào được Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Lua hay không? Nếu chạm vào được thì có thể nói sự nghiệp chính trị của ông Nên sẽ lên như diều gặp gió. Còn nếu không làm được thì tam trụ ăn đất này xem ra ông Nên khó ăn, khó nói với ông Tổng. Cuộc chiến trong nội bộ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam chẳng khác nào cuộc chiến giữa các băng đảng với nhau. Họ dùng kỷ luật đảng để triệt hạ nhau, dùng luật pháp để bỏ tù nhau, thậm chí trừ khử nhau nếu có thể, kể cả đã vào tù. Đã có những cái chết bí ẩn, trong đó người dân cho rằng có màu sắc thanh trừng kiểu mafia, như cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh, cái chết của ông Phạm Quý Ngọ và cái chết của ông Trần Đại Quang, ông Trần Bắc Hà cũng vậy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên. Trong bề ngoài thì thành phố lớn nhất đất nước không có gì, nhưng bên trong thì được đấu đá rất quyết liệt. Sự mâu thuẫn giữa nhóm ông Tổng và nhóm ăn đất ở Sài Gòn vẫn đang rất căng thẳng. Có vẻ như ông Tổng vẫn đang bất lực. Nếu Nguyễn Văn Nên không làm được gì thì hai tượng đài tham nhũng này thì ông Tổng Trọng sẽ dùng chiêu gì đây? Đen hay đỏ để tiếp tục trừng phạt các quan chức ở Thành phố Hồ Chí Minh? Chúng ta hãy đợi xem.